Minh Hương xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng hổi được cập nhật liên tục trên An ninh 24 giờ. Chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về tình hình chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Ông Trump lại nhận tin sốc, Georgia lần thứ ba xác nhận ông Biden chiến thắng. Thời gian để ông Trump lật ngược kết quả bầu cử kết thúc, cuộc chiến pháp lý chính thức phải dừng lại Nhà ông Trump dục dịch chuẩn bị cho cuộc sống sau khi rời khỏi Nhà Trắng. Cố vấn của ông Trump bị đề nghị trừng phạt vì công kích ông Biden. Một bước đi đột phá nữa của ông Joe Biden khi bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng ra màu đầu tiên trong lịch sử. Và sau đây là nội dung chi tiết. Ông Trump lại nhận tin sốc. Georgia lần thứ ba xác nhận ông Biden chiến thắng. Tổng thư ký bang Georgia Brett Raffensperger cho biết trong cuộc họp báo ở Atlanta, Chúng tôi đã kiểm đếm các phiếu bầu hợp pháp 3 lần và kết quả vẫn không thay đổi. Tôi biết, có những người tin rằng cuộc bầu cử đầy giấy vấn đề, nhưng bằng chứng, chứng cứ thực tế lại cho chúng ta thấy một câu chuyện khác. Theo kết quả kiểm lại phiếu mới nhất của Raphael Spager thông báo, ứng viên dân chủ Joe Biden tiếp tục giành chiến thắng trước Tổng thống Donald Trump tại Georgia, bang có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng Hòa, với cách biệt gần 12.000 phiếu. Bang Georgia đã tiến hành kiểm phiếu lại hai lần do những thách thức pháp lý từ chiến dịch Trump. Tổng thư ký Raphael Spurger, một đảng viên đảng Cộng hòa cho biết, những cáo buộc về gian lận bầu cử đang gây tổn thương cho bang của ông. Việc Tổng thư ký Georgia lần thứ ba tuyên bố Biden chiến thắng diễn ra hai ngày sau khi Trump tổ chức meeting quy mô lớn tại bang này hôm 5 tháng 12. Cuộc meeting vốn để Tổng thống thể hiện sự ủng hộ với các ứng viên thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Sau ông lại dành phần lớn thời gian để cáo buộc ra lần bầu cử. Nhiều đảng viên Cộng Hòa đang tỏ ra khó chịu với Trump khi ông luôn hoài nghi về kết quả bầu cử ở Georgia các quan chức bang cũng chỉ trích những cáo buộc gian lận bầu cử của tổng thống, cho rằng chúng có thể kích động bạo lực. Georgia là một trong những bang chiến trường bị tổng thống Trump công kích nhiều nhất sau khi Joe Biden giành chiến thắng. Thời gian để ông Trump lật ngược kết quả bầu cử kết thúc, cuộc chiến pháp lý chính thức phải dừng lại. Hãng tin AFP đánh giá những nỗ lực của phía tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 đã không diễn ra suôn sẻ và thời gian đang hết sạch, AFP đánh giá. Cụ thể, đại cử tri đoàn dự kiến sẽ bỏ phiếu bầu ra Tổng thống vào ngày 14 tháng 12, và hôm nay ngày 8 tháng 12, tức 6 ngày trước ngày các đại cử tri bỏ phiếu, là hạn chót để giải quyết các thách thức pháp lý hậu bầu cử Mỹ, cấp tiểu bang, hay còn được biết tới là ngày Safe Harbor, tạm dịch là cảng an toàn. Trong số những thông tin mới nhất ảnh hưởng tới cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump, chính là việc ông Rudy Giuliani, luật sư của ông Trump và là cựu thị trưởng thành phố New York, nhập viện do mắc COVID-19. Ông Giuliani, 76 tuổi, là người dẫn đầu đội ngũ pháp lý của chiến dịch tranh cử của ông Trump. Hồi giữa tháng 11, ông đã xuất hiện lần đầu tiên sau gần 3 thập niên tại một tòa án liên bang khi đại diện cho phía ông Trump trong vụ kiện nhằm ngăn giới chức bang Pennsylvania xác nhận kết quả. Tuy nhiên, khi nhiều đơn kiện của ông Giuliani và các đồng minh của ông Trump trình lên được tới tòa án, chúng đã bị các thẩm phán bác bỏ. Nỗ lực kiện tụng không thành công mới nhất được ghi nhận ở bang Michigan vào ngày 7 tháng 12, đưa số chiến thắng thất bại trong kiện tụng của chiến dịch tranh cử của ông Trump tại tòa án lên 147 theo hãng AFP. Một lá thư chung của hơn 1.500 luật sư trên khắp nước Mỹ được công bố vào ngày 7 tháng 12. Lưu ý các quan chức an ninh bầu cử và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill đều nói rằng không có bằng chứng cho thấy gian lận bầu cử trên diện rộng. Đến nay, đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày bầu cử mùng 3 tháng 11, Tổng thống Trump vẫn không nhường bộ ông Biden vì nghi ngờ có gian lận bầu cử và cáo buộc các thành viên đảng Dân Chủ có âm mưu đánh cắp nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của ông. Hôm ngày 3 tháng 12, ông Trump tuyên bố, tôi không phiền lòng nếu tôi thất cử, nhưng tôi muốn thua một cuộc bầu cử công bằng. Điều tôi không muốn chính là đánh cắp cuộc bầu cử từ người dân Mỹ. Nhà ông Trump dục dịch chuẩn bị cho cuộc sống sau khi rời khỏi Nhà Trắng. Mặc dù Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về các kế hoạch của Tổng thống Donald Trump sau khi rời bỏ nhiệm sở, sau hãng tin People dẫn các nguồn tin thân cận với ông Trump cho biết, khu nghỉ dưỡng mar lago của gia đình Tổng thống ở Palm Beach, bang Florida sẽ được mở rộng và cải tạo. Họ chắc chắn đang cải tạo khu nhà của Tổng thống trong câu lạc bộ mar lago để làm cho nó rộng hơn, hiện đại hơn và thoải mái hơn cho việc sử dụng. Nguồn tin cho biết, Malago là nơi mang tính biểu tượng và là tòa nhà mà Tổng thống rất tự hào khi mua nó. Việc ông ấy muốn ở đó và biến nó thành nhà của mình là điều dễ hiểu, nguồn tin cho biết thêm. Cũng theo các nguồn tin, đệ nhất phu nhân Melania Trump đang lên kế hoạch tìm trường mới cho con trai 14 tuổi Byron Trump sau khi rời Nhà Trắng. Họ đã xem xét khắp Palm Beach và khu vực Broward, lân cận để tìm đúng trường. Đã có một số lựa chọn và họ sẽ sớm quyết định, nguồn tin cho biết. Mặc dù từng sống lâu năm ở New York, song Tổng thống Trump luôn thích dành thời gian ở Florida, nơi bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử năm 2016 và năm nay. Tổng thống cũng muốn dành nhiều thời gian để chơi golf. Dù đang xảy ra chuyện gì trên thế giới, Tổng thống vẫn được đối xử như ông Hoàng tại Malago. Ông ấy rất thích sống ở đây, một nguồn tin tiết lộ. Một nguồn tin tại Nhà Trắng nói với People rằng gia đình Tổng thống Trump có nhiều nhà và họ sẽ di chuyển qua lại giữa chúng. Các bất động sản của ông Trump còn bao gồm một câu lạc bộ ở Bedminster, bang New Jersey và tháp Trump ở New York. Cố vấn của ông Trump bị đề nghị trừng phạt vì công kích ông Biden. Văn phòng luật sư đặc biệt Mỹ đề nghị Tổng thống Trump kỷ luật cố vấn Navarro vì công kích Joe Biden trong khi đang làm quan chức chính phủ. Lãnh đạo văn phòng luật sư đặc biệt OSC Henry Kenner mới đầu gửi thư cho Tổng thống Donald Trump cho biết cố vấn thương mại Peter Navarro của ông đã nhiều lần vi phạm đạo luật Hatch, trong đó cấm các quan chức liên bang lợi dụng quyền hạn để hoạt động chính trị. OSC nêu trong bản báo cáo, từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2020, trong ít nhất 6 cuộc phỏng vấn trên truyền thông, khi xuất hiện với tư cách là trợ lý tổng thống kiêm lãnh đạo văn phòng chính phủ thương mại và sản xuất, Navarro đã liên tục công kích ứng viên tổng thống Joe Biden cùng ứng viên phó tổng thống Kamala Harris. Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng Navarro, 71 tuổi, đã nhiều lần dùng tài khoản Twitter để công kích hai ứng viên dân chủ Biden và Harris, đặc biệt nhắm vào lập trường của họ về quan hệ thương mại Mỹ-Trung. OSC nói thêm, cố vấn Navarro đã biết về các vi phạm và được thông báo về vấn đề này ngay từ tháng 7, song ông vẫn cố tình phớt lờ. Navarro hiện chưa bình luận về các cáo buộc từ OSC. Nếu bị xử phạt theo luật, Navarro có thể bị phạt tiền lên tới 1.000 đô la hoặc bị cách chức. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Trump sẽ trừng phạt cố vấn của mình trước khi ông rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1. OSC hồi đầu tháng 11 cũng mở điều tra về cáo buộc chiến dịch Trump vi phạm đạo luật Hatch khi dùng Nhà Trắng làm trung tâm chỉ huy ngay bầu cử. Đạo luật Hatch ra đời vào năm 1939, nhằm hạn chế công chức liên bang lợi dụng quyền hạn của họ trong các cơ quan công quyền để hoạt động chính trị, song không áp dụng với Tổng thống và Phó Tổng thống. Một bước đi đột phá nữa của ông Joe Biden khi bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng ra màu đầu tiên trong lịch sử. Truyền thông Mỹ đưa tin, ông Joe Biden đã quyết định sẽ chọn tướng lục quân về hưu, Lloyd Austin, làm Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền sắp tới. Thông tin ông Joe Biden chọn tướng Lloyd Austin làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được tờ Politico đăng tải đầu tiên ngày 8 tháng 12. Sau đó, nhiều hãng truyền thông khác đồng loạt đưa lại thông tin này. Theo Politico, quyết định có thể được thông báo sớm nhất vào sáng ngày 8 tháng 12 giờ Mỹ tối cùng ngày giờ Việt Nam, nếu được xác định, ông Austin sẽ là bộ trưởng quốc phòng da màu đầu tiên của Mỹ. Ông Austin tốt nghiệp học viện quân sự Mỹ tại West Point vào năm 1975 và phục vụ 41 năm trong quân đội, trước khi về hưu năm 2016, quân hàm tướng 4 sao. Ông Biden và ông Austin quen nhau vào giai đoạn tổng thống Barack Obama giảm quân khỏi Iraq. Khi đó, ông Biden là phó tổng thống còn ông Austin lãnh đạo lực lượng Mỹ và liên quân tại Iraq. Năm 2012, ông Austin trở thành phó tham mưu trưởng da màu đầu tiên của lục quân Mỹ. Một năm sau, ông được thăng chức tư lệnh Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ. Ông Austin sẽ cần được quốc hội phê chuẩn, đặc biệt nếu muốn trở thành Bộ trưởng Quốc phòng vì mới nghỉ hưu năm 2016, chưa đủ 7 năm theo quy định. Gần đây nhất, ông James Mattis cũng nhận được đặc cách tương tự để làm Bộ trưởng Quốc phòng thời Tổng thống Donald Trump. Bà Michelle Flonoy, cựu Thứ trưởng Quốc phòng ban đầu, được coi là ứng viên dẫn đầu cho vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc trong chính quyền của ông Biden. Tuy nhiên, tên của bà không còn xuất hiện khi ông Biden bắt đầu công bố đội ngũ an ninh quốc gia gần đây. Giới quan sát cho rằng việc bổ nhiệm ông Austin có thể là do sức ép từ phía giới nghị sĩ già màu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng An Ninh 24 giờ. Minh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.